Chào quý ông bà và anh chị em, chương trình số 3 Cùng Mẹ Đến Với Chúa, để rồi trình bày với quý ông bà và anh chị em một đề tài, đó là con đường. Có nhiều con đường trên trần gian và rất nhiều người đã đi những con đường từ nơi này tới nơi kia. Có con đường dẫn tới nhà thờ, có con đường trở về quê, có con đường tìm tự do, có con đường đi tìm tình yêu, có con đường lẻ loi, có con đường trống vắng, có con đường hạnh phúc và có con đường đau khổ. Và trong những người đi tìm tình yêu, những người đi chọn con đường, chúng ta hân hạnh có một đấng từ trời cao đi xuống trần gian và cũng đi con đường đó. Con đường mà chúng ta gọi là con đường thánh giá, con đường cứu độ, con đường đau khổ, con đường cứu rỗi. Và trên con đường rải rác trên thế giới, có những bạn đường, có những bạn đời, có những người đi một mình, nhưng có những người đồng hành với nhau trên những con đường trên thế giới. Và con đường mà Chúa Giê-xu từ trời xuống đi, có con đường thập giá, con đường đau khổ đó. Người đồng hành với Ngài là người mẹ của Ngài. Người mẹ của Ngài đồng hành như để thêm sức mạnh, để những lúc sa ngã, những lúc yếu đuối, những lúc muốn bỏ cuộc, người mẹ đã nhìn người con và người con đã tìm được sức mạnh nơi người mẹ yêu thương đó. Mẹ và con đã yêu thế giới, đã yêu con người và đã đi chọn con đường thánh giá, con đường tình yêu, con đường cứu chuộc, con đường hy sinh. Xin trân trọng giới thiệu với quý ông bà và anh chị em hai linh mục Hải Đăng và Biêu Cao gửi tới quý ông bà và anh chị em bài hát Via Dolorosa, con đường đau khổ, con đường thánh giá, con đường tình yêu.
Dau de via dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressing to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from the beating that was right upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he's bought with every step the scorn of those who cry out for his death. Now the Via Dolorosa caught the ways of suffering, like a lamb candid messer cried the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Thou the Via Dolorosa, on the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, risa de Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que sabía del dolor, como vea vino Cristo Señor, y fue a quien quiso ir por su amor por ti y por mí. Por la Via Dolorosa al Calvario a morir. Ai vui cao chiều thay cho nhân gian tham gia xưa ngày mau trên Jerusalem trời chan nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng đường Dolorosa
là một con đường thập tự, là con đường mà hầu như tất cả quý khách hành hương khi đến Jerusalem đều muốn đi lại con đường mà Chúa đã từng đi qua. Các đoàn hành hương đều muốn vác thập giá đi qua phố chợ của Jerusalem. Và khi đi trên con đường đó, họ đã dừng lại những cái chặng đường mà có ghi những cái bảng số La Mã, là những cái con đường đánh dấu 14 chặng đằng thánh giá. Và chắc cha Bill cũng đã từng đi qua đó. Và cha Bill cũng có cảm giác như thế nào, có thể nói cho mọi người nghe. Chúng ta đi bình thường đã khó rồi, như Chúa đã đi chân đất như vậy, trên đường gồ ghề, và mào gai đã đội trên đầu của Ngài trong cái sự đau thương và khổ đau đó. Nhưng Chúa vẫn nhớ đến nhân loại vì yêu thương chúng ta. Vậy mỗi khi chúng ta đi chặng đường thánh giá, nhất là trong các nhà nguyện, các nhà thờ, xin Chúa hãy thương đến nhân loại và chúng ta hãy nhớ đến Chúa. Con đường Dolorosa sẽ dẫn chúng ta tới đồi Canvê. Và khi tới các đoàn hành hương tới đồi Canvê đó, và nếu có dịp chúng ta xếp hàng, chúng ta sẽ quỳ tới và chúng ta sẽ chạm được trên cái đồi Canvê. Và khi chúng ta chạm được cái đồi Canvê, nếu quý vị xuống dưới ở dưới cái đồi Canvê thì sẽ có nhà nguyện gọi là nhà nguyện A Dông. Chúng ta sẽ thấy được cái núi ở đó nó nứt ra, bởi vì chúng ta nhớ lúc mà Chúa chết ở trên cây thập giá thì lúc đó đã động đất và núi đã nứt ra, và chúng ta sẽ thấy được cái khe nứt đó, cho nên người ta nói là nhà nguyện A Dông. Và khi chúng ta nhớ lúc mà Chúa chút hơi thở cuối cùng thì lúc đó chúng ta nhớ được rằng Chúa đã phó thác linh hồn của Chúa cho Chúa Cha. Và giờ đây xin quý ông bà và chị em cùng lắng đọng tâm hồn để lắng nghe nhạc phẩm Phó Thác của nhạc sĩ Kiều Linh qua giọng hát của cha Biêu Cao và Hải Đăng. Chúa ơi hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn, những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn, những khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn, và những khi tim con ngập tràn hạnh phúc, xin dâng Ngài. Chúa ơi con tuy mòn hẹn vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi, ta yên hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Những nỗi buồn vui và những nỗi lo âu kiếp người sẽ mau phai nhòa cùng với tháng năm thoáng trôi, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã mến hiểu thế trần, thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn muôn loài. Chúa ơi con tuy mòn hẹn vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi, ta hiến hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Chúa ơi từ nay
con sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi dạy con để con biết kính yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con. Chúa ơi con tuy món hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cam dỗ con luôn mãi ta kiên hồn con xa Chúa ơi nhưng tin con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Chúa ơi con tuy món hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi con thương con muôn lần mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Quý bạn chị em vừa lắng nghe bài Phó thác của nhạc sĩ Kiều Linh. Khi Chúa phó thác linh hồn của Ngài trên cây thập giá và đứng dưới cây thập tự có mẹ Maria và có thánh Gioan. Và trước khi Ngài phó thác, Ngài đã trao thánh Gioan cho mẹ của Ngài cũng như mẹ Maria cho thánh Gioan. Và có lẽ không có cái nào đau đớn cho bằng chứng kiến cái đau của người con chết trước mắt của mình. Chắc chắn cha Bill có thể chia sẻ một chút về cái đau của người mẹ mà nhìn thấy con của mình chết. Thường thường nói là mẹ phải mất trước khi con. Nhưng trong lúc này khi mẹ thấy Chúa như vậy thì đương nhiên cái sự đau sầu của một người mẹ sẽ trao lên cho một người con. Nhưng Chúa sẽ nhìn đó và chúc phúc cho mẹ Maria thì mẹ sẽ gửi gắm đến cho chúng ta. Cái nỗi đau của một người mẹ, cái nỗi sầu bi, cái nỗi mà như chúng ta đã từng nghe thấy khi mà Đức Mẹ tới ngay đền thờ và ông Simeon cũng như bà Anna đã nói một cái mũi đồng sẽ đâm thâu vào lòng bà. Cái nỗi đau đó bây giờ Đức Mẹ mới cảm thấu. Mẹ đã đứng ở dưới chân thập tự, mẹ ở trên cái đồi can vê xưa, mẹ đã nhìn thấy cái nỗi đau đó, những cái nỗi đau mà bây giờ thấy con của mình chết. Mẹ đã đứng đó ở một cái đồi can vê, ở một cái ngày chiều tím lịm, mẹ đứng đó nhìn thấy con của mình. Và giờ đây xin cúng bà Vân Chi An, khi chúng ta bước vào trong tuần thương khó, khi chúng ta đang nhìn, chúng ta đang đi lại những cái đặng đường thương khó của Chúa, giờ đây chúng ta cùng hãy suy niệm cái bài hát Mẹ đứng đó của nhạc sĩ Kim Long qua phần trình bày của nam ca sĩ Anh Dũng. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhà thương trầm buồn hắt hiu, đồi cao hoài loang máu đào, con Chúa đau thương treo trên thập giá hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng con dâu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng
xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hương về bên mẹ. Chiêm ngắm Chúa chi tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau, vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời, ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hương về bên mẹ. Kính dâng lời kêu khấn giữa thế gian khổ sầu, chia sẻ ủi an để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời, ngày mai sáng tươi bên mẹ ca khúc khải hoàn. Trong đời ngàn khó nguy còn vương lối, mắt đắm say trông về thanh giá thần linh, lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời, nguyện luôn nép thân bên mẹ vui sống muôn đời. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhạc thương trầm buông hắt hiu, đồi cao hoài loang máu đào, con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên mẹ. Mẹ kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã được nghe các cha nói về cái sứ điệp của Đức Mẹ Fatima. Và bữa nay chúng tôi muốn được giới thiệu tới quý vị một cái bài hát, đó là Lời Xưa Mẹ Nhắn. Khi nhắc tới Lời Xưa Mẹ Nhắn, cha Bill có biết là tại sao nói tới nhắc lại Lời Xưa Mẹ Nhắn không? Không, sao là trong bối cảnh đó cha đang đã viết những cái lời của những bài hát này. Cái Lời Xưa Mẹ Nhắn, như đặc biệt trong cái bối cảnh mà ngày nay khi chúng ta nói tới Ukraine,
nước Liên Xô nữa. Và chúng ta thấy được đây muốn lập lại cái biến cố của ngày xưa năm 1917, khi mà chế độ Cộng sản nước Liên Xô đã làm cho cả thế giới bị đảo điên. Và lúc đó Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nhắc tới nếu mà chúng ta cầu nguyện thì nước Nga sẽ trở lại. Và khi kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tôi đã có cảm hứng và đã viết cái bài nhạc Lời Xưa Mẹ Nhắn. Và cái bài nhạc đó đã bây giờ có thể nói được rằng đã qua mấy năm rồi. Thế nhưng mà bây giờ Lời Xưa Mẹ Nhắn đang muốn nhắc nhở lại tất cả mọi người chúng ta, thế giới ngày nay cũng thế. Chúng ta hãy siêng năng lần hạt mân côi qua mẹ đến với Chúa, thì chắc chắn được rằng cái lời mà chúng ta cầu nguyện, nước Nga cũng sẽ trở lại, và ngay cả nước Ukraine nữa, trong lúc này chúng ta cầu nguyện và hòa bình sẽ trở lại cho cả thế giới. Giờ đây xin tất cả mời quý bà và chị em cùng lắng nghe nhạc phẩm Lời Xưa Mẹ Nhắn qua hai giọng hát Ngô Quang Minh và Thanh Thủy. Mẹ Maria, nữ vương, mẹ rất thánh mân côi, trần gian tội lỗi, chính chiến đang đe dọa mọi nơi. Lời xưa mẹ nhắn, con hãy ăn năn tội khiến, đọc kinh mân côi, thế giới sẽ được đổi thay. Chấp sẽ không còn chỗ đâu. Lời xưa mẹ nhắn, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria, giúp con thực thi mệnh lệnh, để lòng thương xót và nước Chúa hiện trị khắp thế gian. Ngài trong lòng ta, tranh chấp sẽ không còn chỗ đâu. Lời xưa mẹ nhắn, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria, giúp con thực thi mệnh lệnh, để lòng thương xót chỉ khắp thế gian. Mẹ Fatima, con nguyện lần hát mân côi, nguyện cầu Thiên Chúa ban cho thế giới được bình an.
Fatima, con nguyện lần hát mừng cuối, nguyện cầu Thiên Chúa ban cho thế giới được bình an, nguyện cầu Thiên Chúa ban cho thế giới được bình an. Kính chào quý ông bà và anh chị em, đây là chương trình số 3 của chương trình Qua Mẹ Đến Với Chúa. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhạc sĩ Quốc Vũ đã đệm đàn cho chương trình này, và nhất là cảm ơn những cái ekip của đài Việt Face TV. Anh chị em đã rất là sốt sắng và thiện chí với chúng tôi và kiên nhẫn với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các anh, các chị và nhạc sĩ. Và thưa quý ông bà và anh chị em, trong chương trình Qua Mẹ Đến Với Chúa, Đức Mẹ nhắn nhủ chúng ta cái gì về Cha Quang ở Fatima đó? Dạ vâng, thưa Cha Tuyên, là chương trình Qua Mẹ Đến Với Chúa, mẹ Fatima đã nhắn nhủ là trước hết là cầu nguyện lần Chúa Mân Côi và thông hối đưa mình cuộc sống trở về. Cuộc trở về với một cái mục đích là cầu nguyện cho giáo hội, cho quê hương, cho tất cả mọi người. Vậy mình cầu nguyện mà không thông hối thì đâu có được vòng thi. Vâng, phải thông hối, tức là buổi chay thì phải thông hối. Vậy thì cầu nguyện là căn bản. Vâng. Nhiều người cầu nguyện không chưa đủ. Vâng. Và cầu nguyện có nhiều cách, nhưng mà cầu nguyện với chẳng hạt Mân Côi. Vâng. Và nhất là phải thông hối để cải thiện đời sống. Cần thiết nhất. Dạ, vâng. Đức Mẹ nhắn nhủ chúng ta ba điều đó. Vâng. Mùa chay nào chúng ta cũng thực hiện những điều đó. Vâng. Cùng với giáo hội ăn chay nữa. Vâng. Rồi làm việc bác ái. Vâng. Như vậy thì thưa cha, ngoài vậy thì chúng ta hiểu thế nào cái lời Đức Mẹ nhắn nhủ cho chúng ta vậy? Ngoài cái việc cầu nguyện, thông hối ăn năn và lần hạt Mân Côi. Vâng, vấn đề cầu nguyện thì chắc chắn chúng ta biết rằng cầu nguyện ở đâu cũng được. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là lời Mẹ nhắn nhủ, và đặc biệt đối với giáo phận chúng ta tại Orange County này, chúng ta có Đức Mẹ La Vàng. Vâng. Và 45 năm rồi Đức Mẹ hiện trị tại nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô. Phải 45 năm cơ. Dạ vâng, thì gia tính từ ngày chúng ta rời quê hương đến 75 năm trước bây giờ. Ngày mai là ngày mà đúng tôi đen đấy chứ. Đó. Đấy, từ ngày mất nước tới giờ. Cái tháng đó, mặc dầu dân mình tị nạn, nhưng mà vẫn một lòng niềm tin đến với Chúa, và qua Mẹ, cậy trông Mẹ, ai cũng một tràng Chúa Mân Côi để cầu nguyện và xin cho đến nơi được bằng yên. Và từ 75 năm, vâng, từ năm 1975 cho tới ngày này, năm ngoái, vâng, Đức Mẹ mới tới đây, từ dạ, vâng, Quảng Trị tới đây đấy. Dạ vâng. Vậy, đấy, quý hóa quá. Như vậy Đức Mẹ La Vang đã đến với chúng ta ở cộng đồng Công giáo Orange, vâng, đại diện. Nhưng mà tất cả những anh chị em ở 52 tiểu bang, vâng, vẫn có thể hướng về linh đài Đức Mẹ La Vang tại giáo phận Orange, vâng, để chiêm ngưỡng Mẹ, về nói chuyện với Mẹ, cầu nguyện với Mẹ, mà nghe và nghe lời Mẹ nhắn nhủ. Vâng. Vậy thì những ai ở giáo phận Orange thì chúng ta chỉ cần lái xe tới thôi, phải không? Đúng, cha? Dạ vâng. Thế thì những ai gần đó thì đi bộ được. Còn đi bộ người được xa, vâng, những giáo dân người xa thì mình có mặc dù ở xa, nhưng mà bây giờ cái hệ thống truyền hình truyền thanh nó rất là vĩ đại, thưa cha. Vâng. Là vì chúng ta có thể ở nhà vào mạng La Vang Media YouTube hoặc là Facebook thì chúng ta có thể thấy được. Đấy. Và nếu mà chúng ta tại địa phương đây mà quý ông bà và không đi được đó, thì thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ở nhà có thể mở đài TV VNA TV 57.3, rồi VNTV ở San Jose là 16.10, rồi ở Las Vegas của VNA TV là 26.9, và đồng thời chúng ta vẫn có chương trình mỗi tháng một lần Qua của Mẹ Đến Với Chúa của Việt Face đây. Dạ vâng, Việt Face. Việt mà Việt cái TV. Chuyện đó thưa quý bà và anh chị em, bật mí là ca trà hát, ca trà bạc dầu rất là tâm tình đơn sơ, nhưng mà ca trà hát để rồi cùng với quý bà và anh chị em Qua Mẹ Đến Với Chúa. Vâng, và một điều cuối cùng nữa, thưa cha, cùng mẹ Qua Mẹ Đến Với Chúa. Vậy thì linh gọi là nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô qua Đức Mẹ, chúng ta cùng với Mẹ kiện toàn cái khuôn viên nhà thờ chính tòa, vâng. Ấy. Theo như con được biết là ở nhà thánh tòa cái phần trên đang còn, vâng, nhưng phần dưới chúng ta vẫn
đang ở tia xúc tiến. Và như thưa quý bà và anh chị em, từ khi mà chúng ta rời nhà thờ giáo xứ Saint Calixtus sang bên nhà thờ Chánh Tòa, thì cái tên của Thánh Calixtus vẫn còn được giữ. Vâng. Và chính Đức Giám mục địa phương của chúng ta bây giờ cũng muốn rằng chúng ta tiếp tục trong cái sứ mạng đó, kiện là hoàn thành kiện toàn. Và sẽ có một cái nhà nguyện của Thánh Calixtus. Cái nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô. Vậy mẹ giúp cho con kiện toàn cái nhà thờ của con, tại vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mà mẹ vẫn thờ Đức, thờ con của Ngài. Đúng, cho nên Chúa Giêsu vẫn là quan trọng. Cho nên mẹ, chúng ta cùng với mẹ kiện toàn nhà thờ, nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Vậy thì chúng tôi xin kêu gọi quý ông bà về chăm, nhất là những anh chị em chúng ta từ cộng đoàn Tam Biên. Chúng ta còn có một cái nhà nguyện Thánh Calixto. Và các bảng vàng tên của những anh chị em hồi xưa chúng ta xây nhà thờ Tam Biên đó vẫn còn ở dưới đó. Mai mốt cái bảng vàng, bảng xây dựng nhà thờ Chúa Kỳ, nhà thờ Tam Biên sẽ được dựng lên. Vậy thì xin ông bà và quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng với Đức Mẹ kiện toàn nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, với việc chúng ta giúp cho địa phận hoàn tất cái nhà nguyện Thánh Calixtus. Và con biết là ở dưới đó Đức Cha chúng ta có dự định là, thưa quý ông bà và anh chị em, có hai bàn thờ phụ. Một bàn thờ phụ là để kính các thánh từ đạo Việt Nam của chúng ta. Và nếu như quý ông bà và anh chị em nào bảo trợ cho một thánh thì cũng có tên ở phía trên cái cột ở bên trên linh đài Đức Mẹ, đồng thời cũng có tên ở dưới chỗ bàn thờ. Vâng, bàn thờ kính các thánh từ đạo ở dưới cái hộp nhà thờ chính. Vâng, thì cảm ơn Trà Quang. Bây giờ cái chương trình của chúng ta đến đây, và hẹn gặp quý ông bà và anh chị em trong chương trình thứ 4. Và chúng tôi xin mời quý ông bà và anh chị em đến linh đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô để biết thêm nhiều chi tiết nữa. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Và nhất là tuần tới đây chúng ta bắt đầu nguyện cho quê hương Việt Nam của chúng ta trong ngày mai. Và chúng ta thắng từ đêm, chúng ta cầu nguyện cho quê hương, cầu nguyện cho tự do tôn giáo bên Việt Nam của chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em.